Con kết luận như vậy, sao con có thể biết là một cái dông đi theo đồ cưới con? Con là con kể hết đi, sao sao con biết? Này chút nữa đi, hết hết người kìa. Rồi mới hỏi cái thằng đó tên gì, nó có đồ cưới thiệt không? Nhưng mà cái câu chuyện của cái em này kể là thiệt á. Người á, nhiều lúc nó vô sát chồng mình, nó hung mình, lúc đó cũng không phải chồng mình hung nữa nghe, ngược lại cũng vậy, nó vô sát người con gái, nó ăn ái với người người vợ, nó vô sát người vợ, nó ăn ái người chồng, nó có tới có lui, cái đó là bình thường ha. Cho nên lúc mà mình đi ra ngoài công viên hay là mình đi đám ma chỗ này chỗ nọ, mình có nhất là trăng rồi á, đừng có ra vào đó ngồi ngắm ngắm, ma nó lảng nhảng đông lắm, phải thấy mình có duyên đó, đó là nó theo. Đang nói đang đang ca bông hồng cài áo, bây giờ xuống chuyện ma rồi trời. Chị Có chút nó gặp riêng đi anh chút chị cái bên này.